Hình như là em còn nợ mọi người một công thức sữa đẹp nuôi tóc nuôi da đúng không? Hôm nay em trả nợ nha Và công thức này được lấy cảm hứng từ sữa nuôi tóc Một món mà em đã uống từ rất là lâu rồi Cho nên là mọi người có thể hoàn toàn yên tâm nấu tại nhà mà uống nha Công thức của tụi mình sẽ gồm có đậu đen, mè đen, cỡ khoảng một muỗng ăn cơm hai quả táo tàu và một nấm nhỏ dâu tầm sấy khô Nấu lên cùng với 500ml nước Mình chọn chế độ sữa hạt rồi đợi 27 phút thôi là đã có một ly sữa thơm ngon để uống rồi Thành phần dinh dưỡng có trong đậu đen và mè đen giúp tóc mình được nuôi từ bên trong từ đó cái sợi tóc mới mọc ra nó cũng sẽ đen và cứng cáp hơn bên cạnh đó táo tàu bồi bổ khí huyết cho phụ nữ cực kỳ tốt còn dâu tầm thì hỗ trợ đẹp da chắc chắn rồi sau khi sữa nấu xong thì mình thêm vào đây một ít hắc kỹ tử khuấy đều lên rồi uống nha cái máy nấu sữa màu đỏ này chắc là bà nào cũng biết hết trơn rồi nắp inox nó sẽ giúp mình giữ nhiệt tốt hơn nấu xong rồi để đó hai ba tiếng sau quay lại uống nó vẫn còn giữ được độ ấm uống ngon lắm mọi người trên màn hình này thì nó cũng đã hiển thị hết các chức năng luôn rồi có cả nấu cháo luôn và nếu như mọi người không muốn mua thêm một chiếc máy xay sinh tố nữa thì có thể sử dụng nó để xay luôn nha có tới 6 lưỡi dao lận xay mạnh lắm xay được cả đá luôn mà thêm một món nước ép dầu vitamin c và theo như thông tin em tìm hiểu được thì hàm lượng vitamin c có trong ổi còn nhiều hơn trong cam nữa em nghĩ là mùa hè này ngoài chăm dưỡng da che nắng thật là kỹ ra thì mình nên bổ sung thêm c từ thực phẩm để tăng hiệu quả làm sáng da hơn nha em có rất là nhiều thiết bị của nhà lazy chết lâu lâu đổi gió em lôi nguyên combo của nhà này ra xài cái này là máy ép chậm mini ba chi tiết mấy bà nhìn em tháo lắp nè nó đơn giản lắm luôn á nó nhỏ lắm mọi người nhưng mà ép mạnh ổi là em để nguyên hạt luôn nó vẫn ép được vô tư làm kem từ trái cây đông đá còn đủ luôn mà hú hồ chi là mấy cái trái này và theo như cảm nhận của em tùy vào loại trái cây khác nhau thì cái độ kiệt bã nó sẽ đâu đó được cỡ 80 85 phần trăm đồ dùng nhà lazy Chef thì em thấy đa số là dùng cho gia đình nhỏ cỡ hai ba người là ok rồi nhiều hơn nữa thì em sợ không có đủ á không biết mọi người như nào nhưng mà riêng bản thân em thì cái mùa nóng nực này em rất là lười nấu ăn luôn có những thiết bị này thì công việc nấu nướng của mình nó cũng sẽ được hỗ trợ nhiều lắm nhanh nè à, nhỏ gọn tiện lợi để tụi mình sử dụng hàng ngày mình cũng sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân hơn mấy bà tham khảo thử nha.